Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Trần Đại Quang sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm tạo điều kiện, tuy nhiên đã không qua khỏi. Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ngày 2 tháng 4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, đồng chí Trần Đại Quang đã được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Và sau đây là tiểu sử của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Họ và tên Trần Đại Quang, ngày tháng năm sinh, ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê quán ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nơi đăng ký thường trú, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Dân tộc Kinh, tôn giáo không, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiến sĩ luật học, Đại học An ninh, học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, cao học tiếng Trung, nơi làm việc, Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hà Nội. Ngày vào Đảng, ngày 26 tháng 7 năm 1980, ngày chính thức, ngày 26 tháng 7 năm 1981, đại biểu Quốc hội khóa 13. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 7 năm 1972 đến tháng 10 năm 1975 là học viên của Trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 10 năm 1975 đến tháng 6 năm 1987 là cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 1, sau tách thành Cục Bảo vệ Chính trị 2, giữ chức vụ Phó trưởng phòng trinh sát, Cục Bảo vệ Chính trị 2, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 1987 cho đến tháng 6 năm 1990 là trưởng phòng tham mưu và trưởng phòng trinh sát, Cục Bảo vệ Chính trị 2, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 1990 đến tháng 9 năm 1996 là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 9 năm 1996 cho đến tháng 10 năm 2000 là Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục An ninh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 10 năm 2000 cho đến tháng 4 năm 2006 là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm thiếu tướng năm 2003, được phong hàm Phó giáo sư năm 2003. Từ tháng 4 năm 2006 cho đến tháng 1 năm 2011 là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm Trung tướng năm 2007, được phong học hàm giáo sư năm 2009. Từ tháng 1 năm 2011 cho đến tháng 8 năm 2011 là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2011 đến nay là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, khóa 12, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm Thượng tướng năm 2011, Đại tướng năm 2012, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa 13, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Ngày 2 tháng 4 năm 2016 cho đến nay, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.